Hello, from Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn thân mến đang tới thăm kênh của Ngọc Ánh. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một đề tài. Ở Mỹ, $1,000 thì mua được xe hơi gì? Nhiều bạn email hỏi mình là nếu qua Mỹ thì phải đi mua xe để mới có xe mới đi làm. Mình phải làm cái budget, một cái dự tính bao nhiêu tiền thì mới mua được một cái xe để chạy đi làm. Ở Mỹ không có xe thì khó khăn. Tại ở Mỹ rộng lớn mà những cái mà nó không cho người ta đi xe Honda hay là những cái xe mà mình làm mấy cái xe như Việt Nam mình mà xe máy Suzuki này kia đó thì xe gắn máy đó thì nó cũng không cho đi. Có nhiều chỗ cho đi mà cũng rất là nguy hiểm. Có nhiều chỗ có những khúc đường nó không cho đi luôn. Thành ra mà trời mưa trời gió mà phải đi xa, thành ra mình ai cũng phải mua một cái xe. Có tiền thì mua xe mới hơn, còn ít tiền thì mua xe ít tiền hơn. Thì mình đi xem. Những cái giá xe thì mình sẽ cho các vị bạn biết hôm nay là những cái xe nếu bạn có cỡ chừng $3,000-4,000 thì mua được xe cỡ nào, thứ nào. Những cái xe mà bạn có $1,000-2,000 thì mua được loại xe nào, và những cái xe mà $1,000 mua được cái xe nào. Tại mà xe mới thiệt mới thì nó cũng từ 15.000, 16.000 trở lên. Thì tại sao mà có được xe cũ mà chạy mà 4.000, 5.000, 2.000, 1.000 thì tiền nào của đấy bạn. Khi bạn mua xe cỡ chừng 5.000 trở lên thì là nhà ngân hàng nó cho bạn mượn. Bạn muốn ít hơn chút á thì là ngân hàng nó không cho bạn mượn nữa. Chỉ có những người tư nhân thì họ cho mượn nhưng mà họ lấy giá lời rất là cao. Thì tại sao vậy? Tại cái xe đó càng mình chạy càng lâu á thì nó bị mòn. Có những cái máy móc, những cái nằm trong những cái phần xe thì nó bắt đầu nó mòn đi. Bởi vậy rồi xe nó cũ, nó mục đi, thành ra nó mới càng ngày nó càng rẻ. Thì nếu mà bạn mua xe cũ á thì bạn nên học chút xíu về cách sửa xe ở Việt Nam. Tại bạn mua cái xe $2,000 mà có khi phải vô sửa luôn cái bộ mà xăng số đó hay là cũng $700 bạn. Nếu mà bạn biết sửa hay là dây thắng hay là cái ổ thắng hay gì đó, nếu bạn mà biết sửa đó thì là bạn tự sửa cũng được. Có người thì còn có những cái chỗ mà nó bán nguyên đó, là những cái xe mà cũ quá hay là bị đụng xe mà bảo hiểm nó không có sửa nữa đó, đụng phía trước rồi phía sau cũng còn lành đó, thì nó đem ra cái bãi tha ma xe bảo hiểm đền cho người chủ xe. Chứ còn mới xe mới chưa cũ á, bảo hiểm đền cho người chủ xe. Tại bảo hiểm nó nghĩ là nếu mà sửa lại, mua máy lại hay là thay luôn cái phần nguyên phần một dàn trước dàn sau, ví dụ như hạn vậy đó, thì nó còn tốn tiền hơn là cứ đền cho người ta rồi người ta lấy tiền đó người ta mua. Thì là nó đem ra cái chỗ nó kêu là cái chỗ nghĩa địa xe, bãi xe để đó. Thì có người nó chuyên môn bằng cái nghề đó bạn, nó đi mua lại những cái xe đụng mà bảo hiểm không sửa nữa,
cái đem nó để đó. Rồi bạn tới thì bạn nói tôi muốn gỡ cái cửa xe như vậy đó, thì nó coi sổ là có cái xe như vậy nè, xe kiểu đó rồi 20 đô 30 đô la là thì bạn vô tự bạn gỡ lấy, bạn xách kèm bố tự giờ bạn vô lấy, hay là cái những cái phần của máy đó tự bạn xách cho bạn sửa lấy. Thì nếu mà bạn biết sửa thì là những cái nhỏ đó, hay là thay cái dây mà để mấy quay chung quanh làm nó quay gì nè, hay là chỗ điện này kia đó bạn biết sửa thì hà tiền nhiều lắm. Chứ bạn mà đem ra sửa chút đó là 200 đô, 300 đô, 400 đô. Bởi vậy thành ra xe nó mới xe mua xe cũ á, là cũng như là phải chuẩn bị một số tiền để sửa nó. Nó kẹt chừng 10 ngày, 20 ngày bắt đầu nó lục rục một tháng. Nhất là xe mà chừng 500 đô, 400 đô cũng có bạn, cũng có. Nhưng tại vì người nó mua về nó sửa sơ sơ thôi, rồi nó bán đi là nó không có bảo hành. Rồi những xe mà từ 10 năm trở lên ít 10 năm ít có người bảo hành lắm á. Còn nếu bạn mua xuống dưới nữa thì không ai dám bảo hành hết, tại không biết nó hư gì trong đó nhiều lắm. Xe cũ á, thì có khổ cái đó. Nhưng mà bởi vì khi mà bạn trước khi đi ra khỏi Việt Nam á, bạn vô tập sự trong một chỗ sửa xe hơi đó, cho tiền nó chút đi rồi nó cho mình chỉ cho mình coi sửa cái xe này nó xài thì nó sao này vậy đỡ lắm bác ơi. Bạn có hai cái bạn để dành tiền được qua Mỹ. Thứ nhất á, là sửa xe, thứ hai là cắt tóc uống tóc. Mỹ đi cắt tóc xong cũng 30-40 đô người, mà cứ tháng mà đi cắt một lần, nếu nhà 4 người á 30-40 đô là gần 200-250 đô rồi. Nếu mình tự mình học chút xíu bên Việt Nam á, tới thì là mình đem cái kéo kèm mình cắt chút xíu là mình tóc mình là mình khỏi có đi cắt tóc. Cái đó là cái hà tiền nhiều lắm á. Bước đầu qua Mỹ là về giặt mặt là bạn có tiền mà cũng phải học để dành tiền. Bạn làm bạn ở Mỹ lâu bạn có tiền, bạn học để dành tiền, nếu mà có già thì bạn có bản sống. Thành ra cái nào hà tiền được thì tiền cái đó. Bây giờ mình nói tiếp là cái chuyện bây giờ nếu mà mình đi mua xe cũ thì mình phải tính toán làm sao. Thường thường một cái xe đó thì nó tính là một năm chạy cỡ chừng 12.000 miles dặm, chạy 12.000 dặm cỡ đó. Và nếu mà cái xe mà nó thấp hơn chút, có kẻ thấp nhất á, thấp quá thì mình phải coi chừng là người ta quay lại cái bộ số. Vậy mua xe cũ mua ở đâu? Thường thường á, trước khi mình mua xe cũ á, nó có quyển sách kêu là Kelly Book, nó có để giá xe này năm này giá trị giá bao nhiêu, kêu là Kelly Book. Bạn biết giá sơ sơ rồi đó, bạn đọc trong những tờ báo mà những tờ báo mà của người thường muốn bán, như là mình muốn bán mình đăng báo là mình bán á, thì nếu bạn hên á thì bạn kiếm được những cái xe mà của những người lớn tuổi, họ không có chạy nhiều, họ mua xe mà họ đâu có đi nhiều, họ chỉ chạy ra đi chợ này kia đó, thì có khi là năm đó chạy tới có chừng 5.000 cây số à. Người nào sau này mà mua xe được của mình đó là hên lắm á, tại vì mình cũng không có chạy bao nhiêu à, còn thường đi đường xa là ông xã ông chạy xe của ổng chở mình, còn mình là chỉ lẫn quẩn trong thành phố đó, thì mình xe mình không có bao nhiêu, còn năm chạy chưa tới 2.000-3.000 mai sao đâu có đi đâu cái gì xe ông xã. Thì là có những người lớn tuổi đó mà họ bán đi, tại vì cái nhiều lý do mà bán đi á, thì mua được những cái xe đó là đỡ lắm, tại vì xe nó đã cũ, những cái xe 10 năm mà chạy đâu có chừng có 50.000 cây số rồi bạn, tại những người lớn tuổi người ta không chạy đi nhiều, không có thấy xe đi nhiều. Nếu bạn đã đọc báo và kiếm được mấy cái đó là đúng hết, cỡ chừng 5.000 đô, 3.000 đô, 4.000 đô mà bạn, thì là cái người đó là bạn phải trả tiền mặt cho họ, mà không cho mượn tiền thì mình phải trả tiền mặt cho họ. Sau khi bạn hiểu sơ về, như là nếu mà tôi có 5.000 thì tôi mua được xe cỡ bao nhiêu, tôi có 4.000 cỡ bao nhiêu, bạn lên mạng bạn coi cái là k là xe đó, k có chữ s.com, thì nó để cho nhiều cái xe theo từng cái giá cả, thì bạn coi bạn biết sơ cái giá rồi á, thì bạn còn nếu bạn muốn còn thì bạn mà kiếm không có ra thì tới chỗ bán xe, thì chỗ bán xe đó mình đâu có đòi hỏi là phải có xe thứ đó, mình mới tới mình coi mình ra bãi mình coi có chiếc nào rồi mình cầm theo quyển Kelly Book á, cái mình coi đi mua ở trong cái chỗ bán sách các bạn, hay là mua trên mạng Kelly đó, Kelly Book, hay là trong mạng thì để là coi Kelly.com, cái mình đi mình thấy cái xe này mình thích, cái mình coi để cái bảng là đời mấy, bao nhiêu tiền, bao nhiêu cây số, cái mình dở cuốn sổ ra mình coi
coi coi coi thử coi là cái giá cả làm sao. Thường dealer mà có nhiều dealer mà có nhiều xe họ bảo hành trong 1 năm hay là 6 tháng là họ mua xe cũ về rồi họ họ sửa sang lại. Trong cái video trước đó mình có nói cho bạn nghe là xe cũ là từ đâu có thì bạn vô đó bạn coi, thì bạn vô bạn coi sau khi bạn coi, đừng có kêu cái ông sửa xe trước đó, đừng kêu ông bán xe là có ông bán xe cái ông hối mình mua đó. Còn nếu mà ổng đi theo á, ổng nói là mua của ổng á, thì mình cũng để thay động ổng chỉ cho mình, đừng có vội vàng á, mình dở cái sách ra mình coi, không? Mình coi cái cỡ giá chừng bao nhiêu. Mà nếu mà xe dealer mà cái xe nó sạch sẽ mà cái nó nhiều, nó ít cái dặm á thì là nó mà dealer có bảo hành á thì là nó hơi chắc ăn, tại dealer ở đây nó không được quyền nó bán xe mà bị đụng xe. Còn nếu mình mua người tư á thì là mình không bảo đảm. Có nhiều người tư nó chuyên nghề đó bạn, nó đi mua những cái xe đụng xe mà bảo hiểm bỏ rồi đó, nó về cái nó mới ra nghĩa địa xe, nó lấy những cái phần của mấy cái xe khác nó ghép lại nó bán, thì là cái đó là không nguy hiểm lắm. Thì bạn vô cái carfax.com bạn coi cái car history, coi thử cái xe đó là có đụng xe không, tại vì nó đụng xe là bảo hiểm nó lên mạng để là xe đó có đụng xe thì mấy xe đó bạn đừng có mua. Những xe nào mà lái xe chút mà có phun khói cũng đừng có mua. Bạn lái xe thử, bạn đem cái người bạn của bạn đó mà hay kiếm người ai mà biết sửa xe đi xem. Thường thường là nếu bạn mua chỗ mà bán xe của đại lý, của dealer hay là của chỗ bán xe chuyên nghiệp đó, thì là họ không có gạt mình, tại vì có cái luật nếu mà họ nói gạt mình đó, thì là mình đem trả lại mình thưa lại họ được, thì họ không có làm chuyện đó, họ không có quay lại cái số giờ. Giờ là mình hôm nay là mình nói chút là cách mua xe để khỏi bị lầm, bao nhiêu tiền mua cả chiếc xe. Chúc bạn, mình ngừng lại đây, chúc bạn một ngày vui vẻ, thành công và hạnh phúc. Bye bye.